Thế chiến thứ hai sản sinh ra nhiều vị tướng lỗi lạc ở cả hai bên, phe trục và đồng minh. Họ được lịch sử khắc ghi bằng những thành công vang dội và cả những sai lầm đau đớn. Ngay bây giờ, hãy cùng với Kiến thức quân sự nhìn lại cuộc đời ly kỳ của 5 vị tướng nổi tiếng nhất của Đức Quốc xã trong hành trình ngược dòng lịch sử ngày hôm nay. Erich von Manstein, sinh năm 1887, mất năm 1973, là chỉ huy cấp cao của quân đội Đức trong Thế chiến thứ hai. Mà theo chiến lược gia quân sự nổi tiếng người Anh là Liddell-Hart, thì Manstein là vị tướng giỏi nhất của Đức Quốc xã. Còn giới sĩ quan và binh sĩ Đức luôn ca ngợi ông là bất bại tướng quân. Đừng rời mắt khỏi màn hình, bởi vì ngay bây giờ, Kiến thức quân sự sẽ đưa quý vị trở về những năm 40 của thế kỷ trước, tới gặp vị chỉ huy Erich von Manstein để xem bộ óc vĩ đại của đế chế thứ ba đã khuấy đảo thế giới như thế nào. Sự nghiệp và tài năng quân sự của thống chế Erich von Manstein được biết đến khi ông là tác giả chính của kế hoạch và phương án đánh mặt trận phía Tây Âu vào năm 1940 của quân đội Đức. Đây là một kế hoạch rất táo bạo và đầy mạo hiểm của Trung tướng Manstein, nhưng được Hitler chấp nhận và thông qua. Theo kế hoạch này của Manstein, thì quân đội Đức sẽ lấy mũi tấn công vào phía Bắc nước Pháp và Hà Lan để làm đòn nghi binh và mồi nhử phía đồng minh tập trung dồn quân về đây. Còn hướng tấn công chính của quân Đức lại là bất ngờ dùng lượng lớn xe tăng, thiết giáp để đánh xuyên qua vùng rừng núi rậm rạp, hiểm trở ở nơi Andes, nước Pháp, nơi mà quân đồng minh luôn chủ quan cho rằng là bất khả thi đối với việc di chuyển của xe tăng và cơ giới Đức. Rồi sau đó đánh thọc sâu vào nước Pháp và vòng lên phía Bắc về eo biển Anh để chia cắt, cô lập, hợp vây các cánh quân chủ lực của Anh, Pháp đang tập trung đông đảo tại Bỉ và vùng Flanders. Kết quả, kế hoạch của Manstein đã làm cho việc đánh mặt trận phía Tây Âu của Đức kết thúc thắng lợi nhanh chóng và giòn giã với ít tổn thất nhất. Sau trận này, Manstein được thăng hàm thượng tướng bộ binh và huân chương thập tự sát hiệp sĩ. Thống chế Erich von Manstein được coi là kẻ thù nguy hiểm của Liên Xô chỉ sau Hitler vì những thiệt hại quân sự hết sức nặng nề và kinh hoàng của quân Liên Xô do ông gây ra. Đại tướng Liên Xô Nikolai Vatutin nhận xét: Manstein là một kẻ thù gian manh, mưu trí, hung hãn và nguy hiểm. Trận đánh tiếp theo sẽ rất dữ dội. Rất nhiều hồi ký của các tướng lĩnh Liên Xô được viết sau đệ nhị thế chiến đều đánh giá cao Manstein. Sau chiến thắng vang dội ở Tây Âu, Manstein tiếp tục được tín nhiệm giao cho chỉ huy các chiến dịch quan trọng của Đức ở mặt trận phía Đông Âu. Trong cuộc tấn công Liên Xô vào năm 1941, chỉ trong vòng 100 giờ đồng hồ, quân đoàn do Manstein chỉ huy đã thọc sâu 315 km vào phòng tuyến Liên Xô đến tận sông Dvina. Tiếp theo đó, dù bị giàn mỏng và tách rời khỏi các đơn vị bạn trong cụm tập đoàn quân Bắc ở sau lưng, lực lượng của ông đã đập tan nhiều đợt phản kích dữ dội của Hồng quân Liên Xô. Còn ở phía mặt trận Sevastopol, chiến dịch chiếm bán đảo Crimea và thành phố cảng Sevastopol chiến lược của Liên Xô, quân của Manstein đã bao vây Sevastopol dữ dội và đánh thiệt hại nặng nề quân Liên Xô ở đây, với hàng trăm nghìn quân Liên Xô bị thương vong, cùng hàng ngàn vũ khí, đại bác, xe tăng bị phá hủy và tịch thu. Thành phố Sevastopol thất thủ và cả một vùng đất rộng lớn có tính chiến lược sống còn của Liên Xô đã bị rơi vào tay quân Đức. Chính chiến thắng này đã khiến cho Hitler thăng hàm cho ông từ đại tướng lên thống chế. Trong trận vây hãm thành phố Leningrad nằm ở phía bắc của Liên Xô, Manstein đã bao vây, cô lập thành phố này trong suốt một thời gian dài, khiến cho nỗ lực giải vây của quân đội Liên Xô bất thành và bị thiệt hại nặng. Chỉ đến tháng 1 năm 1944, thành phố Leningrad mới được giải phóng, nhưng lúc này Manstein cũng không còn nắm quyền chỉ huy ở đây. Không thể không kể đến chiến dịch giải vây cho tập đoàn quân số 6 của Đức do thống chế von Paulus chỉ huy, đang bị mắc kẹt và thiệt hại lớn tại thành phố Stalingrad vào tháng 12 năm 1942. Quân do Manstein chỉ huy đã nhanh chóng đột phá các phòng tuyến dày đặc của Liên Xô, gây cho Hồng quân Liên Xô nhiều choáng váng và tổn thất. Có lúc quân giải vây của Manstein chỉ còn cách quân Đức ở Stalingrad có 30 km. Quân Đức ở Stalingrad có thể nhìn thấy pháo sáng do quân cứu viện đến cứu bắn lên. Lúc này, Manstein đề nghị Hitler và Paulus cho tập đoàn quân số 6 đang bị vây hãm
mở một con đường máu từ trong đánh ra để phối hợp với quân giải cứu. Nhưng Hitler đã thẳng thừng từ chối và ra lệnh cho tập đoàn quân số 6 này phải trụ lại trong thành phố. Mệnh lệnh điên rồ này của Hitler đã khiến cho nỗ lực giải cứu trở nên khó khăn khi quân Liên Xô đã tổ chức lại lực lượng và tấn công mạnh vào bên mạn sườn của quân Manstein, khiến cho Manstein buộc phải lui về phòng thủ và không thể tiếp tục tiến đến Stalingrad được nữa. Sau này, nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng nếu tập đoàn quân số 6 của Paulus mặt từ trong đánh ra như theo đề nghị của Manstein, thì binh đoàn Đức này sẽ được cứu thoát. Thảm bại của quân Đức tại Stalingrad được đánh giá là bước ngoặt quan trọng cho các bên trong Thế chiến thứ 2. Trong chiến dịch Donetsk tái chiếm thành phố Kharkov của Liên Xô, vào tháng 2 và tháng 3 năm 1943, Manstein đã giáng một đòn hồi mã thương kinh điển vào Kharkov, không chỉ cứu toàn bộ mặt trận quân Đức ở đây khỏi nguy cơ tan vỡ, mà chiến dịch do Manstein chỉ huy còn đánh tan nát trận 52 sư đoàn Liên Xô và giành lại được một vùng lãnh thổ rộng lớn cho quân đội Đức. Ngược lại, Hồng quân Liên Xô chịu thiệt hại nặng nề với khoảng 46.000 quân tử trận và 14.000 bị bắt làm tù binh. Quân Đức cũng tịch thu 600 xe tăng cùng 1.200 khẩu pháo làm chiến lợi phẩm. Vì chiến công vang dội này, Manstein được Hitler tưởng thưởng lá sồi gắn vào huân chương chữ thập sát hiệp sĩ của ông. Tiếp theo đó, thống chế Manstein nắm quyền chỉ huy cánh quân phía Nam đánh trận vào cung Kursk nổi tiếng với Liên Xô vào tháng 7 và tháng 8 năm 1943. Cánh quân do ông nắm quyền chỉ huy là một trong những cánh quân ít ỏi của Đức có được những kết quả khả quan trong trận này. Trong hồi ký của nguyên soái Zhukov có nhắc nhiều đến cánh quân này của ông với lòng nể phục. Về quan điểm cá nhân, Manstein đánh giá trận Kursk là một thắng lợi của Đức. Tuy nhiên, chiến dịch này chấm dứt vào ngày 13 tháng 7 khi Hitler ra lệnh ngừng tấn công khu vực Kursk. Manstein phản đối và cho rằng ông còn nhiều quân dự bị chưa tham chiến, trong khi lực lượng dự bị Liên Xô đã khánh kiệt. Tuy nhiên, Hitler dứt khoát hủy bỏ cuộc tấn công. Mặc dù Hồng quân chịu thiệt hại nặng nề, nhưng các sử gia quân sự vẫn bác bỏ khả năng quân Đức thắng lợi nếu chiến dịch được kéo dài sau ngày 13 tháng 7. Trong trận chiến tại sông Dnieper vào năm 1943, tại đây, Manstein cho xây dựng một hệ thống phòng tuyến dọc theo sông Dnieper, nhưng Hitler ngăn cấm Manstein triệt binh và ép ông phải giữ Kharkov. Ở trận chiến này, chỉ trong vòng 2 tháng 7 và 8, Hồng quân bị thiệt hại tới hơn 1,6 triệu người, 1 vạn xe tăng và pháo tự hành, cùng với 4.200 phi cơ. Tổ chức của quân Đức do Manstein chỉ huy có phần nhẹ hơn, nhưng có tác hại rất lớn đến nỗ lực chiến tranh của Đức, do Đức không còn đủ nhân lực và tài lực mà bù đắp. Cũng tại chiến dịch sông Dnieper, trong cuộc ý kiến Hitler vào ngày 4 tháng 11 năm 1944, Manstein cho rằng phòng tuyến ở đây không thể trụ được lâu và quân Đức cần rút lui để bảo toàn lực lượng. Đồng thời, ông một lần nữa đề nghị Hitler thay đổi cơ cấu chỉ huy tối cao hầu mở rộng quyền điều hành tác chiến cho các tướng. Cả hai đề xuất này đều bị gạt phắt vì Hitler luôn tin mình đủ sức một mình điều khiển chiến lược tổng thể của Đức trong chiến tranh. Nhưng bước sang đầu tháng 3 năm 1944, quân đội Liên Xô đã đánh bật quân Đức ra sông Dnieper. Ngày 19 tháng 3 năm 1944, Hitler ra chỉ thị yêu cầu kể từ lúc đó trở đi, mọi quân nhân thành bao vây tập đoàn thiết giáp số 1 của Đức vào ngày 21 tháng 3 năm 1944. Manstein vội bay tới tổng hành dinh của Hitler nhằm thuyết phục ông ta thay đổi ý định. Hitler cuối cùng cũng chấp nhận cho rút lui. Nhưng đến ngày 30 tháng 3 năm 1944, do sức khỏe của thống chế Manstein không được tốt sau nhiều năm chiến đấu liên tục và một phần do những bất đồng của ông với Hitler đã dẫn đến việc ông bị Hitler cho về vườn và giao cụm tập đoàn quân Nam của ông cho thống chế Watermodel chỉ huy. Sau khi rời quân đội, thống chế Manstein về sống tại tư gia ở Leibniz và ông đã bị quân Anh bắt khi kết thúc chiến tranh. Dưới sức ép mạnh mẽ của Liên Xô, năm 1948, phiên tòa sau chiến tranh buộc phải tuyên án ông bị 18 năm tù giam, mặc dù Manstein được khắc họa là một quân nhân chân chính chỉ làm theo nghĩa vụ của một quân nhân, đã anh dũng chiến đấu chống kẻ thù có quân số áp đảo và bị xử án oan ức. Tuy nhiên, ông được trả tự do vào ngày 7 tháng 5 năm 1953. Và sau khi ra tù, Manstein nhận được lời mời làm cố vấn cho Bộ Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Đức vào các năm 1955-1956. Quyển hồi ký về chiến tranh của ông, cuốn Chiến thắng bị đánh mất, được xuất bản lần đầu vào năm 1955. Trong đó, Manstein đã đưa ra luận điểm rằng nếu các tướng lĩnh của Đức phụ trách về mặt trận chiến lược chứ không phải là Hitler, thì cuộc chiến tại Liên Xô đã có thể giành được chiến thắng. Theo kiến thức quân sự, câu nói ấn tượng nhất để đời nhất của vị tướng này về tuyển chọn nhân sự nhất định phải kể đến là chỉ có 4 loại sĩ quan. Loại thứ nhất là những kẻ vừa lười vừa ngu dốt.
Tốt nhất là nên để họ một mình, họ cũng không gây hại đến ai cả. Loại thứ hai là vừa chăm chỉ vừa thông minh. Đây là một sĩ quan phụ tá xuất sắc. Họ đảm bảo rằng mọi thông tin vấn đề đều được ghi chép và tính toán chính xác. Loại thứ ba là những kẻ chăm chỉ nhưng ngu dốt. Đây là một mối đe dọa lớn và cần phải bắn bỏ ngay đầu tiên. Cuối cùng là những người thông minh nhưng lười biếng. Họ sẽ là những tướng lĩnh chỉ huy cao cấp nhất. Thống chế Erich von Manstein qua đời trong một cơn đột quỵ tại Ischenhausen, tiểu bang Bayern vào đêm ngày 9 tháng 6 năm 1973, hưởng thọ 85 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức trọng thể theo nghi thức quân đội và hàng trăm quân nhân ở mọi cấp bậc đã tham dự lễ tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Lời cáo phó của ông được đăng trên nhà báo Anh The Times ngày 13 tháng 6 năm 1973 như sau. Ảnh hưởng và tác động của ông đến từ sức mạnh của tâm thức và chiều sâu của trí thức hơn là phát sinh từ khả năng tạo nên một luồng nhiệt điện trong quân đội hoặc gây ấn tượng về tính cách của mình. Tạp chí Der Spiegel của Đức cũng khen ngợi Manstein là một trong những nhà chiến lược vĩ đại cuối cùng trong quân sự, nhưng phê phán ông vì lòng trung thành mù quáng mà tiếp tay cho con đường đi đến thảm họa của nước Đức. Như vậy, một người lãnh đạo tốt hay xấu đôi khi không phải theo lịch sử ghi nhận hoặc theo miệng lưỡi thế gian phán xét. Người lãnh đạo tốt là người có quanh mình những cận thần trung thành và sẵn sàng chết vì mình. Sự tôn sùng và kính trọng của kẻ dưới chính là quy chuẩn của người lãnh đạo giỏi. Ngoài bất bại tướng quân von Manstein, thì trên thực tế còn có vị tướng có lẽ còn đứng cao hơn cả quy chuẩn mà tôi vừa nhắc đến ở trên. Đó chính là thống chế cáo sa mạc Erwin Rommel, nổi tiếng của Đệ Tam Quốc Xã. Con người này không chỉ có quanh mình sự tôn sùng của cấp dưới, trở thành biểu tượng bất khả chiến bại của dân tộc Đức trong những năm tháng chiến tranh, mà ông còn nhận được sự kính trọng đến từ chính những kẻ thù của mình. Tài năng thiên bẩm. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ. Rommel tham gia các trận đánh ở Pháp, Romania và Ý. Ông hăng hái đến nỗi đồng đội thường nói rằng ở đâu có Rommel, ở đó là mặt trận. Rommel bị thương 3 lần, được tặng huân chương Iron Cross, cả hạng 1 và hạng 2. Ông trở thành binh sĩ trẻ nhất nhận được huân chương cao quý của đế chế Đức. Dù còn rất trẻ, nhưng Rommel đã thể hiện được tài năng thiên bẩm của mình. Trong các trận đánh tại dãy núi phía bắc nước Ý, Rommel đã cùng hơn 100 quân tổ chức phòng thủ thành công, đánh lui quân Ý đông đến hơn 7.000 người, giữ vững được ngọn núi Matazu. Sau kỳ tích không tưởng này, Rommel được trao tặng huân chương cao quý nhất của Đức, huân chương quân công. Huân chương này vốn chỉ dành cho các vị tướng của Đức, nhưng nó lại được đặc cách trao cho Rommel. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Rommel có nhiều cơ hội nằm trong Truppenem. Đây là tổ chức thay thế cho Bộ Tổng Tham mưu quân đội Đức, nhưng ông lại từ chối, mà chỉ nhận làm sĩ quan tuyến đầu trong binh chủng bộ binh. Rommel được nhận chỉ huy một tiểu đoàn. Vào năm 1937, Rommel cho xuất bản cuốn sách Những cuộc tấn công bằng bộ binh của mình. Cuốn sách này được đánh giá rất cao và ngay sau đã trở thành sách giáo khoa quân sự. Cũng chính từ cuốn sách này mà Adolf Hitler để ý hơn đến Rommel và giao cho ông một vị trí trong bộ chiến tranh của Đức. Nhưng đồng thời ông vẫn tiếp tục giảng dạy ở Học viện Chiến tranh Potsdam. Rommel nhận được nhiều phần thưởng vì thành tích xuất sắc của mình trong thời gian này. Năm 1938, Đức sáp nhập Áo, Rommel được phong đại tá, chuyển đến làm chỉ huy trường sĩ quan Wiener Neustadt gần Vienna. Cuối năm 1938, Rommel lại được phong hàm thiếu tướng chỉ huy tiểu đoàn bảo vệ quốc trường Hitler. Năm 1939, Đức tấn công Ba Lan, mở đầu cho chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đây cũng chính là lúc mà tài năng của Rommel nở rộ, khiến cho các tướng phe đồng minh chống phát xít phải nể phục. Tiến quân thần tốc. Sau khi có được những thành công vào năm 1939, đầu năm 1940, Erwin Rommel xin Hitler cho được chỉ huy một sư đoàn tăng thiết giáp, dù ông chưa hề trải qua kinh nghiệm thực tế chiến trường chỉ huy tăng thiết giáp. Dù gặp phải sự phản đối, cuối cùng Hitler đã đồng ý để Rommel chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 7. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, quân đoàn 15 của Đức dưới sự chỉ huy của tướng Hennenhorst tiến đánh Bỉ. Sư đoàn của Rommel tiến rất nhanh, bỏ xa các sư đoàn khác của Đức. Thậm chí bộ tham mưu Đức ở mặt trận này không nhận được bất cứ liên lạc vô tuyến nào từ sư đoàn của Rommel.
Họ cho rằng sư đoàn này đã bị tiêu diệt nên ngừng cung cấp nhiên liệu cho cánh quân này. Sau này Rommel buộc tội các sĩ quan quân nhu bất cẩn, còn bộ tham mưu Đức thì cho rằng Rommel đã tiến quân quá nhanh khiến chỉ huy không theo kịp. Đánh bại Bỉ, quân Đức nhanh chóng tiến vào Pháp. Ngày 20 tháng 5, sư đoàn của Rommel đã tiến đến thành phố Arras. Quân đồng minh Anh, Pháp có mặt ở đây để ngăn quân Đức tiến đến eo biển Anh và bao vây diệt quân chủ lực đồng minh trên mạn Bắc. Nhưng quân đồng minh nhanh chóng bị đại bại. Rommel được tặng huân chương, trở thành sư trưởng đầu tiên được tặng thưởng trong chiến dịch này, đồng thời được giao thêm chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 5. Ngày 28 tháng 5, Rommel cho quân tiến hành vào Little, một tỉnh lỵ của tỉnh North. Rommel cho quân tiến rất nhanh. Sư đoàn thiết giáp số 7 đụng phải một trận pháo kích dữ dội của quân Pháp. Rommel thúc quân bao vây quân đoàn thứ nhất của Pháp, không cho rút về đàn kích, thuộc tỉnh North. Ngày 6 tháng 6, Rommel tiếp tục cho quân đánh chiếm các vùng quanh sông Seine, trong 2 ngày tiến đến 100 km. Ngày 10 tháng 6, Rommel đến gần bờ biển Dieppe, là một xã trong vùng hành chính Normandy, thuộc tỉnh Seine-Maritime, quận Dieppe. Nhận thấy quân của mình đã tiến quá nhanh cách xa bộ chỉ huy, rút kinh nghiệm lần trước, Rommel gửi tin nhắn báo về bộ chỉ huy: "Tôi đang ở bờ biển." Ngày 14 tháng 6, Paris thất thủ, nước Pháp thất bại toàn diện. Rommel chuyển đến Paris. Lúc này, sư đoàn thiết giáp số 7 của Rommel đã nổi tiếng khắp nơi bởi tốc độ tiến quân cực nhanh, gây bất ngờ cho đối phương. Từ đó, sư đoàn này còn được gọi là sư đoàn mà. Rommel nhận được nhiều lời tán dương cũng như nhiều lời mỉa mai cho rằng tiến nhanh như thế là không cần thiết. Tuy nhiên, những chiến công của Rommel khiến Hitler cùng chỉ huy cao nhất của quân Đức hài lòng. Tháng 2 năm 1941, Rommel lại được thăng cấp, chỉ huy sư đoàn tia chớp số 5 của quân đội Đức. Về sau trở thành sư đoàn thiết giáp số 21. Sư đoàn này cùng với sư đoàn thiết giáp số 15 tạo nên quân đoàn châu Phi. Lối đánh bất ngờ của Rommel. Lúc này ở mặt trận Bắc Phi, quân Ý vất vả đối phó với quân Anh. Bắc Phi có vị trí quan trọng. Phe trục phát xít muốn chiếm nơi đây nhằm khống chế địa trung hải và kênh đào Suez, rồi tiến lên chiếm nguồn tài nguyên dầu mỏ ở vùng Trung Cận Đông. Quân Ý liên tục thất bại nên Rommel được điều đến đây. Ban đầu bộ chỉ huy trục phát xít lên kế hoạch nghi binh phòng thủ, sau đó sẽ tổ chức những đợt tấn công nhỏ trong tháng 5 vào Agedabia và Benghazi, và lên kế hoạch giữ vững phòng tuyến ở giữa các thành phố trên. Rommel không đồng ý với kế hoạch và cho rằng tấn công nhỏ lẻ như thế thì vô dụng vì Kai Renaika sẽ bị chiếm. Rommel thực hiện kế hoạch của mình, ban đầu cho quân lập thế trận giữ vững phòng tuyến. Trong khi quân Anh cho rằng quân Đức đang củng cố thế trận sau những thất bại liên tiếp của quân Ý trước đó, thì bất ngờ Rommel cho quân tiến thần tốc đánh chiếm El Agheila vào ngày 24 tháng 3 và Mersa El Brega vào ngày 31 tháng 3. Rồi Rommel liên tiếp tấn công đẩy lùi quân Anh đến tận biên giới Solum, chiếm lại toàn bộ Libya, ngoại trừ Tobruk. Ba viên tướng chỉ huy quân Anh bị bắt sống là trung tướng Philip Niemi, tư lệnh chiến trường mới của tổng hành dinh bộ chỉ huy Cyrenaica, tên mới đổi thành quân đoàn 13. Richard O'Connor mới được điều về để hỗ trợ. Thiếu tướng Michael Gambier Parry, tư lệnh sư đoàn thiết giáp số 2 của Anh. Chỉ trong 2 tuần lễ với lối đánh bất ngờ chuyển từ phòng thủ sang tấn công chớp nhoáng, Rommel đã khiến quân Anh phải rút về Ai Cập, khiến những thành quả trước đó của quân Anh bị mất hết. Thất bại này khiến viên tướng tổng chỉ huy mặt trận trung ương và phía đông của Anh là Archibald Wavell bị cách chức. Trong quá trình đẩy lùi quân Anh, Rommel gặp phải sự phản đối dữ dội từ bộ tổng chỉ huy quân Ý vì họ cảm thấy ông bất tuân thượng lệnh. Sau đó Rommel lại nhận được lệnh từ phía bộ chỉ huy tối cao quân Đức rằng ông không được vượt qua khỏi Marada. Tuy nhiên cuối cùng Rommel vẫn bỏ ngoài tai và thực hiện kế hoạch của mình. Dù các tướng lĩnh phe trục phát xít không bằng lòng bởi cách điều binh bất tuân thượng lệnh của Rommel, nhưng quân đồng minh lại rất khâm phục ông. Danh tiếng của Erwin Rommel trở nên lừng lẫy trên chiến trường như một vị tướng tài tình đầy mưu lược. Ông được mệnh danh là cáo sa mạc. Hitler quyết định phong quân hàm thượng tướng cho ông. Sau chiến thắng, Rommel cho quân bao vây nốt thành phố cảng biển còn lại là Tobruk nhằm có đường đến Ai Cập. Thành phố này đang được sự bảo vệ bởi 25.000 quân Anh và Úc. Để tấn công vào đây, Rommel yêu cầu quân Ý cung cấp cho mình sơ đồ bố phòng quân cảng. Tuy nhiên người Ý lấy lý do gấp gáp không làm kịp, cũng có thể do Rommel bất tuân thượng lệnh khiến người Ý không hợp tác. Rommel cũng không nhận được sự hỗ trợ từ bộ tổng tư lệnh tối cao Đức do ông không tuân lệnh. Vì vậy các đợt tấn công của Rommel bị quân đồng minh đẩy lùi. Dù không chiếm được Tobruk, nhưng quân Đức bao vây chặt thành phố này. Đứng trước lực lượng quân đồng minh đông hơn mình rất nhiều,
Rommel phải cho quân rút lui dần khỏi những nơi đã chiếm được trước đó từ tháng 3 và tháng 4. Thấy quân Đức rút lui, quân đồng minh thừa thắng đuổi theo. Đúng lúc này, Rommel tung một đòn phản công bất ngờ vào tháng 1 năm 1942, tái chiếm lại Benghazi, thành phố có vị trí quan trọng nằm trên địa Trung Hải, và Timimi. Quân đồng minh bị đẩy lùi về Gazala và phải tổ chức phòng thủ chặt Tobruk. Tháng 5 năm 1942, Rommel cùng quân đoàn châu Phi của mình và quân Ý tổ chức tấn công chớp nhoáng quân đồng minh ở Gazala. Dù quân Đức, Ý ít hơn, nhưng Rommel vẫn khiến cho quân đồng minh rơi vào thế yếu và buộc phải rút lui khỏi Gazala. Quân đồng minh thất bại hoàn toàn, phải rút về Tobruk cầu thủ. Những chiến thắng vang dội khi gặp phải đối thủ mạnh hơn đã giúp Erwin Rommel được phong làm thống chế. Liên quan đến vụ mưu sát Hitler. Năm 1944, nhận thấy nếu tiếp tục kéo dài chiến tranh sẽ khiến nước Đức bất lợi, Rommel đã cố thuyết phục Hitler đàm phán để có hòa ước với quân đồng minh, nhưng Hitler không muốn có hòa ước. Thậm chí Hitler còn cho rằng nếu không thắng được, sẽ cho dân tộc Đức diệt vong luôn cho xứng với tinh thần của một dân tộc vĩ đại. Rommel được cử đến Pháp, ông tổ chức bố trí phòng thủ dọc theo bãi biển. Ngày 17 tháng 7 năm 1944, ông bị trúng bom của quân đồng minh và bị thương nặng, phải trở về Đức. Lúc này có một nhóm bí mật chống đối Hitler hoạt động tại Đức, trong đó có bạn của Rommel. Họ đến gặp ông và nói rằng sẽ lật đổ Hitler, rồi sẽ mời Rommel làm quốc trưởng. Ngày 20 tháng 7 năm 1944, vụ mưu sát Hitler bất thành, những lời khai hướng về Rommel. Nhưng lúc này Rommel rất được lòng dân, những chiến thắng oanh liệt của Rommel đều được đưa tin ở Đức, giúp người Đức nguôi ngoai đi nỗi buồn về những thất bại ở mặt trận phía Đông. Dân Đức rất yêu quý Erwin Rommel và xem ông là vị thống chế của nhân dân. Hitler không muốn xử vị thống chế của nhân dân bởi sợ rằng mình sẽ bị mất lòng dân chúng và binh sĩ, nên dự định cho Rommel nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, một số tướng lĩnh ở bộ tổng chỉ huy không yêu Rommel đã xúi giục Hitler xử tội Erwin Rommel. Cuối cùng Hitler ra điều kiện Rommel tự tử, được xem là chết vì vết thương do chiến tranh, gia đình sẽ không bị liên lụy. Nếu làm trái thì Rommel sẽ bị đưa ra xét xử và liên lụy đến cả gia đình. Rommel đã chọn cách ra đi nhẹ nhàng bằng một liều cyanide cực độc nhằm bảo vệ gia đình mình. Ông được công bố chết do vết thương chiến tranh. Tang lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội cấp nhà nước. Mãi sau chiến tranh người ta mới biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của thống chế Erwin Rommel. Thế giới xét xử tội ác phát xít, nhưng với cáo sa mạc thì không. Chiến tranh kết thúc, thế giới tổ chức xét xử tội ác của quân phát xít. Rất nhiều tướng lĩnh cùng sĩ quan quân phát xít bị xét xử, dù là đang sống hay đã chết. Thế nhưng trong đó không có thống chế Erwin Rommel. Người ta phát hiện rằng đội quân của Rommel không bao giờ lạm sát hay nhũng nhiễu dân chúng. Nơi nào đội quân ông đi qua, dân chúng nơi ấy bình yên. Nếu như quân đồng minh được xem là giải phóng người dân khỏi ách phát xít, thì lạ thay ở châu Phi, nhiều người còn xem quân đội của Rommel giải phóng vùng Bắc Phi khỏi ách thống trị của thực dân Anh. Điều đó có được cũng là do Rommel ra quân lệnh rất nghiêm, yêu cầu cấp dưới và binh lính tuyệt đối tôn trọng người dân nước sở tại. Rommel cũng nhận nhiều mệnh lệnh yêu cầu xử tử các tù binh quân đồng minh nhưng ông đã không làm. Ví như ở mặt trận Bắc Phi khi ông từng nhận được lệnh từ các tướng lĩnh Đức phải hành quyết các lính đặc nhiệm quân đồng minh bị bắt. Tuy nhiên Rommel phớt lờ mệnh lệnh này, đối xử tốt với các tù binh đối phương. Dù lính Đức của Rommel đối xử tốt với dân chúng và tù binh, nhưng quân Ý thì không thế. Có chuyện kể rằng, Rommel biết chuyện quân Ý đã lấy đồng hồ đeo tay và đồ đạc của tù binh Anh. Ông đã yêu cầu ngay lập tức phải trả lại cho chủ nhân. Những câu chuyện như thế về Rommel có nhiều, được kể lại và được các nhà sử học và nhà văn ghi chép trong cuốn sách của mình. Rommel cũng rất coi trọng binh sĩ, dù trong chiến tranh ông nổi tiếng bởi những đợt tấn công thần tốc, lấy ít đánh nhiều, ông không muốn mất công một cách vô ích. Khi quân đoàn châu Phi không còn được tiếp tế hậu cần, thiết giáp xe tăng không còn nhiên liệu để chạy. Và Hitler yêu cầu ông phải đánh đến người lính cuối cùng, bắn đến viên đạn cuối cùng. Thì Rommel đã không tuân theo mệnh lệnh này mà chủ động cho toàn quân rút lui bảo toàn tính mạng binh sĩ. Trong một cuộc họp quốc hội, Thủ tướng Anh Churchill đã nói rằng: "Chúng ta có một đối thủ rất dũng cảm và tài giỏi. Và tôi có thể nói rõ hơn là phía bên kia của cuộc chiến tàn phá này là một vị tướng quân vĩ đại." Các tướng quân đồng minh như Montgomery của Anh và Patton của Mỹ cũng hết mực thán phục Rommel. Một sĩ quan phục vụ cho Rommel nói rằng, bất kỳ ai bị rơi vào sức thu hút mạnh mẽ của ông đều trở thành một người lính thực sự. Ông ta dường như biết được kẻ thù của mình ra sao và họ sẽ đánh trả lại như thế nào. Ngày nay tên Rommel được đặt cho hai căn cứ quân sự và vài con phố ở Đức.
ở quê ông có đặt đài tưởng niệm ca ngợi ông hào hiệp, can đảm và là một nạn nhân của chế độ chuyên chế. Bảy mươi sáu năm trước, ngày 20 tháng 11 năm 1945, phiên tòa lớn nhất lịch sử, tòa án Nuremberg xét xử các tội phạm chiến tranh người Đức trong đại chiến thế giới lần thứ hai, do phe đồng minh gồm Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp thắng trận, tổ chức và thiết lập, chính thức được bắt đầu. Tất cả mọi nhân vật đầu não của chế độ Đức Quốc xã còn sống đều bị điệu ra trước vành móng ngựa, và hầu hết trong số đó bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, trong danh sách những kẻ bị dẫn ra pháp trường, không có tên của cha đẻ tư tưởng chiến tranh cơ giới Đức, Heinz Guderian, sinh năm 1888, mất năm 1954. Hãy cùng Kiến thức quân sự khám phá hành trình ngoạn mục từ một sĩ quan tham mưu kiệt xuất trở thành một người may mắn vì bị lãng quên của Heinz Guderian. Dưới cái bóng của Rommel, nhắc đến những chiến thắng lẫy lừng và sức tấn công khủng khiếp của những vòng xích xe tăng Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến, hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến và nói về con cáo sa mạc, thống chế Erwin Rommel. Cũng chính vì thế, ít ai nhớ đến người sáng lập, đặt nền móng và cũng là người trực tiếp chỉ huy những chiến dịch đầu tiên mang tính khai sơn phá thạch. Người đó là Heinz Guderian. Ông không hoàn toàn là một tư lệnh chiến trường vang danh như Rommel, mà là mang dáng dấp của một nhà tư tưởng quân sự, một sĩ quan tham mưu kiệt xuất nhiều hơn. Nói một cách ngắn gọn, không có Heinz Guderian thì không có binh chủng tăng thiết giáp Đức Quốc xã. Thậm chí, có thể học thuyết chiến tranh chớp nhoáng của quân đội Đức Quốc xã còn khó có thể hoàn thiện đến thế. Heinz Guderian đã ôm ấp những ý tưởng và đào sâu suy nghĩ của mình về việc kiến tạo nên Panzerwaffe từ thập niên 1920. Khi nước Đức thua trận trong đệ nhất thế chiến, còn chưa được phép, thực ra là chẳng bao giờ được phép thành lập quân đội riêng. 5 năm chiến tranh đó, từ xuất phát điểm là một sĩ quan truyền tin, ông trở thành một sĩ quan hậu cần, rồi một sĩ quan tham mưu thuộc các phòng tác chiến. Ông nhìn thấu tầm quan trọng cốt lõi của công tác tiếp vận trên chiến trường, cũng như cảm nhận được sâu sắc nhu cầu hiện đại hóa, cơ giới hóa nhằm tăng cường tính cơ động cho quân đội Đức, nếu có cơ hội được phục vận. Có lẽ cần nói thêm ở đây, thất bại trong đại chiến thế giới lần thứ nhất vẫn còn khiến đông đảo tầng lớp người dân và quân nhân Đức không tâm phục khẩu phục. Họ cho rằng quân đội đã bị đâm sau lưng bởi sự hèn nhát của những chính trị gia và các điều khoản khắc nghiệt mà phe chiến thắng áp đặt lên nước Đức càng khiến họ uất hận. Tâm lý ấy mở đường cho Adolf Hitler tiến lên vũ đài chính trị, đồng thời cũng thu phục và áp chế được rất nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội. Heinz Guderian không phải là ngoại lệ. Sử dụng thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, Guderian dễ dàng tiếp cận các tài liệu nghiên cứu về xe tăng và cơ giới hóa quân đội của các cường quốc thắng trận. Từ đó, thông qua một số buổi luyện tập, ông hình thành tư tưởng quân sự của riêng mình. Năm 1929, ông khẳng định, xe tăng không nên tiếp tục đóng vai trò yểm trợ bộ binh. Ngược lại, xe tăng cần phải được tái tổ chức thành các đơn vị nòng cốt của lục quân, với bộ binh tùng thiết nếu cần, với không quân yểm trợ, với mọi thành phần hậu thuẫn như pháo binh hay bộ binh cũng đều nhất thiết phải được cơ giới hóa để theo kịp tiến độ tác chiến của thế giới. Và một điều quyết định được đưa ra, đó là mọi xe tăng đều phải được gắn điện đài radio nhằm đảm bảo tuyệt đối về trao đổi thông tin thuận lợi để phối hợp tác chiến. Phe tướng lĩnh thủ cựu, quen với các tư tưởng chiến thuật truyền thống, phản đối dữ dội, không bỏ cuộc. Nhưng Guderian cũng gặp rất nhiều khó khăn, cho đến tận khi nhận được sự ủng hộ của Adolf Hitler, người rất thích các ý tưởng táo bạo. Sấm sét Blitzkrieg. Năm 1933, Đảng Quốc xã của Hitler lên nắm quyền ở Đức. Năm 1935, chính phủ ấy tuyên bố xé bỏ hòa ước Versailles, hòa ước đầu hàng của nước Đức sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tháng 10 năm 1935, Guderian cùng đại tá Oswallus được Hitler giao thành lập 3 sư đoàn thiết giáp Đức đầu tiên. Năm 1936, Guderian được phong thiếu tướng. Năm 1938, ông tiếp tục được thăng lên trung tướng, đích thân chỉ huy những đoàn xe tăng Đức tràn sang sáp nhập nước Áo. Lúc đó, Panzerwaffe
đã được tổ chức đến những đơn vị theo cấp quân đoàn thiết giáp hoặc binh đoàn thiết giáp, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò tấn công cơ động cấp chiến dịch. Tháng 10 năm 1939, Guderian được chỉ định làm tư lệnh quân đoàn thiết giáp số 19, chuẩn bị đánh chiếm hành lang đồng phổ, vốn đang thuộc Ba Lan. Chỉ trong 4 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 9, nhiệm vụ đã hoàn thành với tổn thất rất nhỏ, 150 sĩ quan, 700 lính thương vong. Suốt chiến dịch đánh Ba Lan sau đó, đơn vị do Guderian chỉ huy luôn dẫn đầu những mũi xung kích trọng yếu, minh chứng cho mệnh đề binh cốt thần tốc của chiến lược Blitzkrieg. Chỉ trong một tháng, Ba Lan bị bình định, Guderian nhận huân chương thập tự hiệp sĩ như thành quả của cuộc đấu tranh để xây dựng binh chủng thiết giáp hiện đại của tôi. Quay mũi nhọn sang Tây Âu, từ 4 sư đoàn, Panzerwaffe được củng cố và tăng cường gấp rút thành 10 sư đoàn tăng thiết giáp. Lúc đó, Rommel mới chỉ là thiếu tướng, chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 7. Một lần nữa, Guderian nhận vai chính. Ông, với kiến thức địa lý của một sĩ quan tham mưu ngày trước, chính là người vạch đường đánh vòng qua phòng tuyến Maginot bất khả xâm phạm của Pháp, theo đường Ardennes. Ông đã kiên quyết không dừng truy kích đàn quân Pháp, sẵn sàng va chạm với thượng cấp là đại tướng Von Kleist. Ngày 20 tháng 5 năm 1940, quân đoàn do ông chỉ huy là đơn vị đầu tiên đã tiếp cận eo biển Manche, rồi quay về kiến tạo thế hợp vây để bức hàng gần như toàn bộ quân Pháp sau trận đặt kích. Không có gì ngạc nhiên khi sau chiến dịch này, Guderian nhận quân hàm đại tướng. Vị cha đẻ của Panzerwaffe hoàn toàn xứng đáng, thậm chí là với quân hàm thống chế. Vấn đề là điều ấy không bao giờ đến. Thất sủng của Guderian. Giai đoạn đầu tiên đánh Liên Xô, những thắng lợi như trẻ tre của quân đội Đức Quốc xã vẫn mang đậm dấu ấn của Guderian. Tuy nhiên đến mùa thu năm 1941, cả những sự thiếu hụt về tiếp tế lẫn những mệnh lệnh thay đổi trọng tâm chiến sự liên tục được đưa ra từ Hitler đã khiến đà tiến ấy khựng lại. Chưa kể đến sức kháng cự vô cùng anh dũng của Hồng quân Liên Xô, thì sau lưng đã là Moscow. Guderian nhìn nhận được nhiều khía cạnh thực tế của vấn đề. Nhưng chính vì thế, dần dần ông trở thành cái gai trong mắt Hitler. Ông ra tận hỏa tuyến để bay về Berlin báo cáo rằng quá nhiều lính Đức chết chết trong xe tăng, trong khi xe tăng không thể nổ máy nổi bởi cái lạnh kinh khủng của mùa đông nước Nga, và không ít lần xin triệt thoái nhằm giữ sức quân. Song lần nào cũng vậy, câu trả lời từ nhà độc tài nước Đức là không được lùi một bước. Lính đói rét, xe tăng thiếu xăng dầu, Blitzkrieg xem như bị khai tử ở Moscow, ở Leningrad, ở Stalingrad. Guderian không thể làm gì hơn. Ông xung đột với thống chế Von Kluck, tư lệnh cụm tập đoàn quân trung tâm của Đức, và bị bãi nhiệm, rồi bị rút về hậu tuyến, giao nhiệm vụ phát triển sản xuất xe tăng, cũng như huấn luyện các đơn vị cơ giới. Nỗ lực cuối cùng của vị tướng đánh đâu thắng đó đầu đệ nhị thế chiến là việc cố can ngăn Hitler đừng quyết tử với Hồng quân tại vòng cung lửa Kursk, nhưng tất nhiên là vô nghĩa. Kể từ đó đến khi đệ nhị thế chiến kết thúc, không bao giờ Heinz Guderian còn có cơ hội tiếp cận quyền chỉ huy trực tiếp các đạo quân nữa. Hơn thế, ông còn không ngừng mâu thuẫn và tranh cãi gay gắt với Hitler, đến nỗi bị buộc phải nghỉ phép 6 tuần kể từ tháng 3 năm 1945. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, Berlin thất thủ. Ngày 10 tháng 5, Guderian bị quân đội Mỹ bắt làm tù binh và bị giam cầm đến tận năm 1948. Song có lẽ chính là nhờ đã đối đầu một cách kiên định đến như vậy với Hitler, Heinz Guderian thoát khỏi mọi cáo trạng vô cùng ít ỏi tại phiên tòa Nuremberg. Ông được đánh giá là chỉ làm bổn phận quân nhân. Có thể quý vị chưa biết, Guderian thậm chí từng xung đột với cả Rommel, lúc đó đã là thống chế nhờ các chiến công ở mặt trận Bắc Phi, về cách bố trí lực lượng phòng ngự đón đánh cuộc đổ bộ Normandy của quân đồng minh vào năm 1944. Rommel muốn thiết giáp đóng sát bờ biển để áp đảo quân đổ bộ bằng hỏa lực. Nhưng Guderian cho rằng, như vậy thì xe tăng sẽ phải chiến đấu trên cát, điều kiện không hề thuận lợi. Hitler là người đưa ra giải pháp trung gian với một vị trí ở giữa hai lựa chọn. Sau khi được trả tự do, Heinz Guderian trở về nhà vào năm 1950, viết sách và đóng góp tư tưởng quốc phòng cho chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. Ông đã qua đời vào năm 1954 do suy tim. Quý
Friedrich Wilhelm and Paulus là thống chế quân đội Đức Quốc xã. Ông là vị chỉ huy cao cấp nhất của lực lượng Đức Quốc xã và liên minh công phá Stalingrad. Thất trận và bị bắt chỉ một ngày sau khi được Adolf Hitler thăng lên cấp bậc thống chế. Tuy nhiên, số phận của Paulus đã rẽ sang một hướng khác khi Hồng quân Liên Xô không xử tử mà thuyết phục ông từ bỏ Hitler và làm việc như một nhà tuyên truyền cho Moscow. Điều gì đã khiến cho vị thống chế cao cấp nhất của Đức Quốc xã này trở thành người tuyên truyền cho Hồng quân Liên Xô? Hãy cùng Kiến thức quân sự tìm hiểu câu trả lời trong video ngày hôm nay. Đến tháng 1 năm 1943, sự thất bại của quân đội Đức Quốc xã trong trận Stalingrad là hiển nhiên. Cuộc đụng độ hoành tráng này đã thay đổi tiến trình của Thế chiến thứ 2, kéo dài 6 tháng rưỡi. Liên Xô đã mất hơn 1 triệu binh sĩ, trong khi quân Đức tử vong là 950.000 mạng. Quân đoàn số 6 dưới sự chỉ huy của Trung tướng Friedrich Paulus cuối cùng đã bị bao vây và tiêu diệt. Vào ngày thứ 2 đến ngày cuối cùng của trận chiến, Trùm Đức Quốc xã Adolf Hitler đã thăng cấp cho Paulus lên thống chế. Trong thông điệp cuối cùng của mình, Hitler đã đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng. Không một thống chế Đức nào từng bị bắt làm tù binh. Hitler mong Paulus tự sát khi bị Liên Xô bắt. Nhưng vị thống chế này đã chọn cuộc sống và đầu hàng vào ngày 31 tháng 1 năm 1943. Đối với Moscow, sự đầu hàng của thống chế Paulus rất quan trọng không chỉ về mặt uy tín. Sau cuộc xâm lược của Đức Quốc xã, chính phủ Liên Xô cho những người cộng sản Đức đến ẩn náu ở Liên Xô vào những năm 1930 và thành lập một tổ chức chống phát xít. Sau thất bại tại Stalingrad, làm suy yếu niềm tin vào chiến thắng của Đức, khoảng 91.000 binh sĩ Wehrmacht đã bị bắt làm tù binh. Đây là một dịp khá tốt cho sự ra mắt của tổ chức chống phát xít. Wehrmacht là tên thống nhất của các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc xã từ năm 1935 đến năm 1945. Wehrmacht bao gồm Heer, Kriegsmarine và Luftwaffe. Đây là lực lượng chiến đấu chính của Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, được đánh giá là lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới vào thời điểm này. Vào tháng 7 năm 1943, Liên Xô đã thành lập Ủy ban Quốc gia về một nước Đức tự do và sau đó là Liên minh các quan chức Đức dưới sự giám sát của tướng Walther Kurt von Seydelitz-Hirschberg. Tuy nhiên, để tuyên truyền chống phát xít thành công, Hirschberg là không đủ. Chính phủ Liên Xô cần một người Đức rất nổi tiếng, một người như thống chế Paulus. Những người làm việc cùng thời với thống chế này cho biết, ông là một người lính có trách nhiệm và chu đáo, một sĩ quan tham mưu nghiêm khắc. Cụ thể, ông đã tham gia phát triển chiến dịch Barbarossa khét tiếng xâm lược Liên Xô. Trong chiến tranh, trước khi trận đánh Stalingrad, Paulus làm trưởng phòng, thực tế làm công việc giấy tờ ở mặt trận nhà. Lệnh bổ nhiệm Paulus làm tư lệnh quân đoàn 6 năm 1942 là một sai lầm chết người. Trước đó, ông ta thậm chí còn không chỉ huy một trung đoàn, Wieder viết. Một điểm yếu khác của Paulus, theo Wieder, là niềm tin mù quáng của người này vào Hitler. Việc ông ta từ chối tự tử về cơ bản là trường hợp đầu tiên mà một sĩ quan từ chối tuân theo ý muốn của lãnh đạo. Tuy nhiên, ngay cả khi bị bắt làm tù binh, Nguyên Soái cho biết ông vẫn là một người xã hội chủ nghĩa. Khi phát hiện ra việc thành lập liên minh chống phát xít Đức, Paulus ban đầu lên án mạnh mẽ liên minh và bằng văn bản từ bỏ tất cả tù binh Đức tham gia. Nhà sử học Mikhail Bertsev đã nói, khi đó, Liên Xô sử dụng các đòn tâm lý, nên Paulus đã thay đổi quan điểm của mình. Lúc đó, người bạn của Paulus là đại tướng Erwin von Wurzlim bị xử tử tại Đức vì đã tham gia vào âm mưu chống Hitler vào tháng 7 năm 1944. Điều này cũng đóng vai trò quan trọng làm cho nguyên soái Paulus chán Hitler. Từ đó, Paulus bắt đầu thấy bản thân cũng chỉ là một quân bài của Hitler. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1944, một năm rưỡi sau khi bị bắt làm tù binh, Paulus đã nói chuyện trên đài phát thanh Đức và nói với những người lính Wehrmacht. Đối với Đức, chiến tranh đã chấm dứt, Đức phải từ bỏ Hitler. Đó là bài phát biểu chống Hitler đầu tiên, nhưng không phải cuối cùng của Paulus. Ông gia nhập hàng ngũ của Liên minh các quan chức Đức và nhiều lần kêu gọi người dân Đức chống lại Hitler. Sau đó, ông có những bài phát biểu chống phát xít mạnh mẽ. Paulus làm việc trong chính phủ Liên Xô,
Sau này, ông là nhà tư vấn chính cho bộ phim của đạo diễn Vladimir Petrov về trận chiến Stalingrad. Sau khi Stalin qua đời, Paulus đã xin chuyển về quê hương Dresden ở Đông Đức và qua đời vì bệnh vào năm 1957. Ông sinh ngày 23 tháng 9 năm 1890 tại Brno, Hessen-Nassau của Đức, là con trai của một giáo viên. Thời thanh niên, Paulus đã xin vào làm học viên của Học viện Hải quân Đế quốc Đức, nhưng không thành. Sau đó, ông nộp đơn xin học luật tại trường Đại học Marburg, nhưng một thời gian sau, ông bỏ trường đại học. Tháng 2 năm 1910, Paulus gia nhập quân đội, phục vụ trong Trung đoàn Bộ binh 111 với tư cách là một sĩ quan thực tập. Paulus lập gia đình với bà Elena Rosesti Solescu vào ngày 4 tháng 7 năm 1912. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, trung đoàn của Paulus tham gia mũi tấn công nước Pháp. Một thời gian sau đó, Paulus là sĩ quan tham mưu phục vụ trong quân đoàn Arms cho đến hết chiến tranh. Kết thúc thế chiến thứ nhất, Paulus mang quân hàm đại úy. Sau hiệp ước Versailles, Paulus được chỉ định vào chức vụ đại đội trưởng trong trung đoàn bộ binh 13 ở Stuttgart từ năm 1921 đến năm 1933, rồi chỉ huy trưởng tiểu đoàn mô tô cơ giới từ năm 1934 đến năm 1935. Trước khi trở thành tham mưu trưởng lực lượng thiết giáp Panzer vào tháng 10 năm 1935, Paulus được phân công nhiệm vụ tổ chức và xây dựng 3 sư đoàn Panzer. Tháng 5 năm 1939, Paulus được thăng thiếu tướng và làm tham mưu trưởng tập đoàn quân X tấn công Ba Lan. Qua hai chiến dịch, đơn vị được đổi thành tập đoàn quân 6 và chinh chiến qua các mặt trận Hà Lan và Bỉ. Tháng 8 năm 1940, Paulus được thăng trung tướng và được cử làm tham mưu phó lục quân. Trên cương vị này, Paulus tham mưu chiến dịch đánh chiếm Liên Xô. Tháng 1 năm 1942, Paulus là tư lệnh tập đoàn quân số 6 trong mũi tiến công đến thành phố Stalingrad, nhưng đã bị quân Liên Xô đánh bại và kêu gọi Paulus đầu hàng. Nếu Paulus đầu hàng, Liên Xô sẽ cung cấp thực phẩm cho binh sĩ của ông ta. Người bị thương, bị bệnh và cóng lạnh sẽ được điều trị. Tất cả tù binh có thể giữ lại quân phù, huy chương và vật dụng cá nhân. Paulus có 24 tiếng đồng hồ để trả lời. Ông lập tức báo cho Hitler về nội dung tối hậu thư của Liên Xô và yêu cầu được tự do hành động. Hitler bác bỏ yêu cầu của ông. Buổi sáng ngày 10 tháng 1, 24 giờ sau khi thời hạn đầu hàng đã hết, quân Liên Xô mở đợt tấn công bằng trận địa pháo với 5.000 viên đạn đại bác. Trận chiến diễn ra dữ dội trong vòng 6 ngày. Quân Đức co cụm lại trong phân nửa diện tích với phòng tuyến dài 24 km và rộng 15 km. Đến 24 tháng 1 năm 1943, quân Đức bị cắt ra làm hai khu vực và mất quyền kiểm soát đường băng khẩn cấp cuối cùng. Máy bay Đức không còn có thể hạ cánh để mang đến hàng hậu cần, nhất là thuốc men cho thương bệnh binh. Một lần nữa, quân Liên Xô cho đối phương của họ một cơ hội để đầu hàng. Đại diện phía Liên Xô đến phòng tuyến của Đức với lời đề nghị đối với Paulus. Một lần nữa, bị giằng co giữa nghĩa vụ phải tuân lệnh lãnh tụ điên rồ với trách nhiệm cứu vớt các binh sĩ còn lại để tránh cho họ bị tiêu diệt. Paulus kêu gọi đến Hitler. Binh sĩ không còn đạn và thức ăn, không còn có thể chỉ huy được hiệu quả. 18.000 thương binh không có đồ tiếp tế hoặc bông băng hay dược phẩm. Tiếp tục phòng thủ là vô nghĩa, sụp đổ là không tránh khỏi. Đại đoàn yêu cầu được phép đầu hàng ngay để cứu vớt số binh sĩ còn lại. Nhưng Hitler cấm đầu hàng và bắt quân đoàn số 6 phải giữ vững vị trí cho đến người cuối cùng và viên đạn cuối cùng. Ngày 30 tháng 1, Paulus gọi vô tuyến cho Hitler. Sự sụp đổ cuối cùng sẽ đến trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tin báo này khiến cho bộ tư lệnh tối cao của Hitler ban một cơn mưa thăng thưởng cho các sĩ quan, với hy vọng là những vinh dự như thế sẽ củng cố quyết tâm muốn hy sinh một cách vinh quang ngay tại mặt trận đẫm máu. Hitler phong cho Paulus qua sóng vô tuyến, quân hàm thống chế. Khoảng 117 sĩ quan khác cũng được thăng cấp. Đấy là một động thái trong trò ma quỷ. Hitler muốn Paulus chiến đấu cho đến chết. Các cánh quân của Đức đã bị quân Liên Xô đánh tan. Vào lúc này, 91.000 chiến binh Đức, kể cả 24 tướng lĩnh đang đói khát, cóng lạnh, nhiều người mang thương tích, tất cả đều đau khổ, níu lấy tấm chăn lấm máu phủ lên người chống lại giá lạnh ở âm 24 độ C, đi khập khiễng trên lớp băng tuyết hướng đến các trại tù binh ở Siberia. Trừ 20.000 quân Rumani và 29.000 thương binh đã được đưa về bằng máy bay, đấy là tất cả những gì còn lại của một tập đoàn quân có quân số 285.000 người chỉ 2 tháng trước. Trong số 91.000 người vào ngày mùa đông bị bắt làm tù binh,
tay tổng hành dinh, nhà độc tài quốc xã Hitler nhiếc móc các tướng lĩnh ở Stalingrad và nói rằng đáng lẽ họ phải củng cố hàng ngũ, phân tán máu và tự bắn vào mình với viên đạn cuối cùng. Paulus đáng lẽ phải tự kết liễu đời mình như những tư lệnh thuở xưa gieo mình trên thanh gươm của họ khi thấy đã thất bại. Vào tháng 8 năm 1944, Paulus lên tiếng trên đài phát thanh Moscow kêu gọi quân đội Đức loại trừ Hitler. Trận Stalingrad đánh dấu điểm ngoặt quan trọng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh, Paulus đã ra làm nhân chứng trong tòa án Nuremberg xử các lãnh tụ phát xít Đức. Năm 1953, Paulus được thả. Hai năm sau đó, toàn bộ những tù binh Đức còn sống sót, chủ yếu là tù binh sau trận Stalingrad, cũng được phía Liên Xô cho hồi hương. Trong số 91.000 tù binh Đức, chỉ còn khoảng 6.000 người trở về nhà. Paulus trở thành thanh tra cảnh sát tại Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức đến lúc cuối đời. Ông mất ngày 1 tháng 2 năm 1957 vì một căn bệnh thần kinh. Những ngày này cách đây 76 năm, đệ tam đế chế Đức Quốc xã đang tiến những bước cuối cùng đến bờ vực của sự sụp đổ. Tuy nhiên, khi cuộc chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người kết thúc chỉ 4 tháng sau đó, vẫn còn rất nhiều tranh cãi về việc vì sao quân Anh và quân Mỹ lại không tiến đến Berlin trước Hồng quân Liên Xô. Theo tác giả William Shirer của cuốn Sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba, dường như điều đó cũng có phần tác động không nhỏ từ bậc thầy tuyên truyền của phát xít Đức Joseph Goebbels. Mời quý vị hãy cùng Kiến thức quân sự khám phá đòn phép cuối cùng của Goebbels giúp phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Những gọng kìm siết lại. Tháng 2 năm 1945, hầu như không còn cơ hội nào để nước Đức Quốc xã lật ngược thế cờ nữa. 6 tháng sau cuộc đổ bộ Normandy, Liên quân Anh, Mỹ đã tiến được những bước quan trọng ở Tây Âu, hỗ trợ cho đà tổng tấn công bão táp của Hồng quân Liên Xô tại phía Đông. Thế binh bại như núi đổ trên chiến trường mới chỉ là một phần của bức tranh tổng thể xám xịt như màu quân phục sĩ quan Đức. Dưới những trận mưa bom của không quân Anh Mỹ, cả vùng công nghiệp Ruhr trở nên hoang tàn. Trong khi đó, vùng thượng Silesia ở phía bên kia cựu lục địa bị Hồng quân tiến chiếm. Nước Đức Quốc xã gần như không còn than đá khi sản lượng sụt xuống chỉ còn bằng 20% so với năm trước. Hơn thế, việc vận chuyển than đá nhằm nuôi dưỡng những làn hơi tàn của bộ máy chiến tranh Đức còn gian nan gấp bội, bởi tất cả mọi hệ thống đường sắt và kênh đào đều bị đánh phá dữ dội. Đô đốc Karl Renitz, tư lệnh hải quân Đức Quốc xã, kêu trời vì quá nhiều tàu dưới quyền ông phải nằm bờ vì thiếu than. Song chẳng làm thế nào khác được. Trên đất liền, hàng trăm nhà máy phát điện và cơ sở sản xuất vũ khí cũng lâm vào tình trạng tương tự. Nhiên liệu trở thành tử huyệt của quân đội từng một thời gieo rắc kinh hoàng khắp châu Âu. Đầu đệ nhị thế chiến, trước khi đánh tới sát Moscow, Adolf Hitler từng phải xua quân xuống chiếm giữ các giếng dầu ở Romania và Hungary. Thì nay, Hồng quân lấy lại tất cả. Cùng lúc, các nhà máy sản xuất dầu nhân tạo bị vùi dập bởi các trận không kích. Không có nhiên liệu, không quân Đức không thể cất cánh đánh trả, hay chí ít là tự bảo vệ các cơ sở đó. Những chiếc máy bay sơn thập tự đen cứ nằm yên một chỗ trên đường băng, đợi kẻ thù đến phá hủy. Không quân đã thế, thiết giáp lại càng bi thảm. Sau trận đấu tăng kinh điển đại bại trước những khối xe tăng T-34 đông đúc của Hồng quân Liên Xô tại vòng cung lửa Kursk, những thiết đoàn hổ, báo, lưng lẫy một thời xem như không còn sinh lực chống trả. Và chúng cũng cần dầu, dù chỉ là để di chuyển vào các vị trí phòng thủ. Cuối tháng 2 năm 1945, quân đồng minh Mỹ, Anh, Pháp bắt đầu vượt sông Rin. Ngày 7 tháng 3 năm 1945, tất cả các đại đoàn quan trọng nhất đã hoàn tất việc chiếm các đầu cầu quan trọng. Xe tăng của tướng Mỹ Patton duỗi thẳng đến Frankfurt. Ở phía Nam, quân Anh, Canada và vài đơn vị Mỹ tiến vào vùng Ruhr. Ngày 18 tháng 3 năm 1945, Bộ trưởng Khí tài và Vũ trang Đức Albert Speer ghi lại: có thể chắc chắn là trong vòng 4 đến 8 tuần, nền kinh tế sẽ sụp đổ và cuộc chiến sẽ không thể tiếp tục. Sự hỗn loạn bao trùm tại tổng hành dinh của Führer
Ngoài kia, các đại đoàn Anh, Canada dưới quyền thống chế Montgomery đã tiến đến Bremen, Hamburg, rồi khống chế cả vùng Baltic. Vùng Ruhr đã chính thức bị quân Mỹ chiếm. Họ nhanh chóng tiến đến sông Elbe ở trung tâm nước Đức. Ngày 11 tháng 4, quân Mỹ đóng tại Magdeburg, chỉ cách Berlin 100 km. Và lúc ấy, Berlin chỉ còn vài sư đoàn tân binh bảo vệ. Khi ấy, Hồng quân mới bắt đầu tiến dọc sông Danube vào phần lãnh thổ vẫn được gọi là nước Áo. Liên Xô dường như chú trọng đến việc tăng cường khả năng kiểm soát bền vững của mình ở mọi lãnh thổ Đông Âu, nhằm thiết lập vành đai bảo vệ cho mình trong tương lai, hơn là cố gắng xua quân thần tốc nhằm chạy đua với những đồng minh phía Tây. Quân bài tuyệt vọng. Chính là bởi vậy, Thủ tướng Anh Winston Churchill cùng giới lãnh đạo quân sự Anh sau này không ngớt phàn nàn về việc Eisenhower nhường Hồng quân tiến vào Berlin trước để thiết lập một hình ảnh biểu tượng vĩnh cửu, tấm ảnh người chiến sĩ Hồng quân cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức. Giới nghiên cứu lịch sử quân sự quốc tế nói chung cũng ít người đồng ý rằng thiện chí đó của Eisenhower là để đền đáp cho những hy sinh vô bờ của quân dân Liên Xô, quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất về người trong đệ nhị thế chiến. Và William Shearer đưa ra một cách lý giải khác. Vào thời điểm đó, khi hội quân tại sông Elbe, Eisenhower, tổng chỉ huy các lực lượng đồng minh phương Tây gồm Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Australia, New Zealand, muốn cắt nước Đức ra làm đôi theo tuyến ngang để hạn chế mọi nguy cơ có thể xuất hiện từ sự vùng vẫy của một con mãnh thú tự thừa. Cũng có thể ông muốn tránh cho binh sĩ Mỹ khỏi phải chiến đấu và tổn thất thêm nữa trên những đường phố Berlin đầy bất chắc. Nhưng không chỉ vậy, ông và bộ tham mưu của mình còn bị ảnh hưởng bởi một thông tin mà quân báo thu lượm được từ tháng 3 năm 1945. Nước Đức Quốc xã đã xây dựng một pháo đài kiên cố tại vùng rừng núi, và chính Hitler sẽ rút về đó, tiếp tục chỉ huy cuộc phòng thủ từ những vách đá dựng đứng lởm chởm phủ đầy băng tuyết của dãy Alps, tại nơi gọi là biệt thự nghỉ dưỡng Berchtesgaden, được chính Chùm Heinrich Himmler đồn đốc xây dựng. Những bản báo cáo cho thấy rằng, nếu thực sự hiện hữu, khu vực đó là không thể đánh chiếm. Ở đó được che chắn bởi thiên nhiên và những vũ khí hữu hiệu nhất chưa được phát minh. Các thế lực từ trước tới nay điều hành nước Đức sẽ tái tổ chức. Họ sẽ chế tạo vũ khí trong các nhà máy chống bom, lưu trữ thực phẩm trong những hang núi rộng rãi, đặc tuyển một đoàn quân mới gồm những người trẻ được huấn luyện về chiến tranh du kích, và rồi sẽ tái vũ trang cũng như chỉ đạo cả quân đội để giải phóng nước Đức khỏi các lực lượng chiếm đóng. Nhận được bản báo cáo đầy màu sắc huyền thoại này, Eisenhower không muốn khinh suất. Tham mưu trưởng Bethel Smith của ông cũng tỏ ra ngán ngại một chiến dịch kéo dài trong vùng rừng núi Alps có thể gây tổn thất nặng cho binh sĩ Mỹ và kéo dài cuộc chiến đến vô tận. Và thế là Eisenhower muốn đích thân mang quân xuống phía Nam, kiểm soát chặt mọi nẻo đường tiến về dãy Alps. Nhưng ai ngờ, bản báo cáo đó chính xác là một huyền thoại. Quân báo đồng minh có lẽ đã mắc bẫy của một bậc thầy tuyên truyền, cha đẻ của mệnh đề. Sự dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật. Joseph Goebbels. Chứng kiến sự suy tàn không thể tránh khỏi của đệ tam đế chế, viên cận thần thân tín bậc nhất của Hitler đó đã huy động đến neuron thần kinh cuối cùng. Trước câu chuyện về nơi được gọi là pháo đài quốc gia này, chính Goebbels cũng là tác giả của huyền thoại về một thứ vũ khí nhiệm màu đủ sức thay đổi cục diện cuộc chiến. Đó chính là bom bay. Dù các dàn phóng bom bay V1 và V2 đã liên tiếp bị quân đồng minh thu giữ trên đường hành quân, dấu ấn của chúng vẫn đủ để Eisenhower nghi ngại. Có điều, đó cũng là lần cuối cùng tiến sĩ Goebbels đầy mưu mẹo làm ảnh hưởng được đến tiến trình của cuộc chiến bằng một màn tháo cái tuyên truyền như vậy. Và chỉ có thế thôi, thất bại của nước Đức Quốc xã là tất yếu. Nguyên soái Zhukov chẳng cần vội vã, những đoàn xe tăng sơn hình sao đỏ dưới tay ông lúc nào chẳng sẵn sàng san phẳng Berlin.